Chào con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 1. Bài 43: Vẽ hai đường thẳng vuông góc. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD. Ở bài tập 1 chúng ta có 3 câu: câu A, câu B, câu C. Chúng ta làm câu A. Cho đường thẳng CD, điểm O nằm trên đường thẳng CD. Bây giờ bài tập yêu cầu chúng ta vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD tại điểm O. Muốn vẽ được đường thẳng AB đi qua điểm O, vuông góc với đường thẳng CD tại điểm O này, thì cô giáo dùng một chiếc eke để vẽ. Đây là chiếc eke để chúng ta vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CD. Cô giáo đặt một cạnh góc vuông của eke trùng với đường thẳng CD. Sau đó cô giáo trượt sao cho một cạnh góc vuông còn lại của eke trùng với điểm O. Sau đó cô giáo vẽ đường thẳng đi qua điểm O. Cái đường thẳng này cô giáo vẽ trên cạnh còn lại của eke đi qua điểm O. Giờ cô giáo nối tiếp cái đường thẳng này đi qua điểm O, kéo dài xuống phía dưới. Cô giáo được đường thẳng AB. Cô giáo đã vẽ được đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD tại điểm O. Tiếp tục câu B. Cho đường thẳng vẫn là đường thẳng CD. Nếu như ở câu A thì đường thẳng CD, cô giáo vẽ nằm ngang, phương nằm ngang. Còn đường thẳng CD bây giờ là vẽ theo kiểu chiều thẳng đứng, CD theo thẳng đứng. Điểm O trên đường thẳng CD. Bây giờ vẽ đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD tại điểm O. Đầu tiên cô giáo cũng đặt một cạnh góc vuông của eke, một cạnh góc vuông này trùng với trùng với đường thẳng CD. Sau đó cô giáo trượt eke sao cho một cạnh góc vuông còn lại của eke trùng với điểm O. Cô giáo dùng bút chì, cô giáo vẽ đường thẳng, một đường thẳng đi qua điểm O vuông góc với đường thẳng CD. Bây giờ cô giáo nối tiếp, cô giáo vẽ dài cái đoạn thẳng đường thẳng này ra, kéo dài ra. Như vậy cô giáo đã vẽ được đường thẳng AB. Vuông góc với đường thẳng CD tại điểm O. Tiếp tục chúng ta chuyển câu C. Vẫn đường thẳng CD. Bây giờ điểm O đặt ở ngoài đường thẳng CD. Chúng ta sẽ vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O này. Đấy, vuông góc với đường thẳng CD. Bây giờ cô giáo trượt. Cô giáo cũng dùng cái eke. Một cạnh góc vuông của eke trùng với đường thẳng CD. Sau đó cô giáo trượt eke sao cho một cạnh góc vuông của eke trùng với điểm O. Sau đó cô giáo dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua điểm O.
vẽ hơi bị lệch tí. Cô giáo vẽ lại này. Một cạnh góc vuông của Ikea trùng với đường thẳng CD. Đấy, trượt. Đấy, Ikea trên đoạn thẳng CD. Sao cho cạnh góc vuông còn lại của Ikea trùng với điểm O. Cô giáo vẽ một đường thẳng vuông góc với CD tại điểm O kéo dài xuống đến đấy, cái đường thẳng đó kéo dài đến chạm đến đường thẳng CD. Đấy, cô giáo kéo dài nữa ra. Đấy, như vậy cô giáo đã vẽ được đường thẳng. À, cô giáo đặt tên là AB. Vuông góc với đường thẳng CD. Đấy, vuông góc đường thẳng CD. Mà cái điểm vuông góc này, đấy, cái điểm O này nó nằm ở ngoài đường thẳng CD. Đấy. Bây giờ cô giáo vẽ ký hiệu vuông góc vào ba cái điểm vuông góc này. Đấy. Như vậy bài 1 vừa rồi, cô giáo đã vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD. Trường hợp là đường thẳng CD nằm ngang, CD nằm thẳng đứng. Đấy, và trường hợp nữa là cái điểm O, hai trường hợp đầu điểm O nằm ở trên đường thẳng CD và trường hợp thứ ba là điểm O nằm ở ngoài đường thẳng CD. Tiếp theo chúng ta chuyển bài tập 2. Vẽ câu A. Đường cao AH của hình tam giác ABC. Như vậy, bài yêu cầu chúng ta ở câu A là vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC. Hình tam giác ABC yêu cầu chúng ta vẽ đường cao của hình tam giác. Đấy. Đường cao của một hình tam giác thì bao giờ nó cũng vuông góc với một cạnh đối diện. Đường cao nó vuông góc với cạnh, vẽ từ một đỉnh vuông góc với cạnh đối diện. Đây cho gì nhỉ? Đường cao AH tức là xuất phát, cái đường cao đó xuất phát từ đỉnh A. Thì đường cao đó vẽ xuống cạnh đối diện là BC và vuông góc với cạnh BC. Ở đây cũng như là chúng ta vẽ một đường thẳng vuông góc với một cạnh đã cho. Cạnh đã cho là ở đây là cạnh BC. Chúng ta vẽ đường cao tức là từ H, từ A gặp cạnh BC tại điểm H và vuông góc tại điểm H. Đoạn thẳng BC, cô giáo đặt một cạnh góc vuông của Ikea trùng với đoạn thẳng BC. Cô giáo di chuyển Ikea sang bên trái sao cho cạnh góc vuông còn lại của Ikea trùng với điểm A. Từ điểm A, cô giáo vẽ đường thẳng AH vuông góc với đường thẳng BC, cạnh BC tại điểm H. Giáo vẽ ký hiệu vuông góc và vẽ và đặt tên là đường cao AH. Đấy, đường cao AH vuông góc với cạnh BC tại điểm H. Câu B. Đường cao EI của hình tam giác DEG. Đấy, câu B yêu cầu chúng ta vẽ đường cao EI tức là vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh E. Từ đỉnh E này, chúng ta sẽ vẽ một đường cao vuông góc với cạnh đối diện, tức cạnh đối diện là cạnh DC. Đấy. Bây giờ chúng ta đặt Ikea. Một cạnh góc vuông của Ikea trùng với cạnh DG. Trùng với cạnh DG. Cô giáo di chuyển Ikea sao cho cạnh góc vuông còn lại của Ikea trùng với điểm E. Trùng với điểm E. Từ điểm E, cô giáo vẽ một đường thẳng vuông góc với cạnh DG đối diện. Đấy.
cô giáo vẽ ký hiệu vuông góc. Đường cao EI, đường cao EI và đầu bài yêu cầu chúng cô giáo đặt tên EI. Đường cao EI vuông góc với cạnh đối diện DG của tam giác DEG. Câu C. Đường cao PK của hình tam giác MNP. Hình tam giác MNP. Chúng ta vẽ đường cao PK, tức là đường cao đó xuất phát từ đỉnh P, vuông góc với cạnh đối diện là MN. Bây giờ cô giáo đặt một cạnh góc vuông của eke trùng với cạnh MN. Cô giáo di chuyển eke sao cho cạnh góc vuông còn lại của eke trùng với điểm P. Đấy, trùng với điểm P. Bây giờ cô giáo vẽ từ đỉnh P, cô giáo vẽ một đường thẳng vuông góc, vẽ xuống từ đỉnh P vuông góc với cạnh đối diện là MN. Đấy. Cô giáo đặt tên là PK. Đường cao PK vuông góc với cạnh đối diện là MN tại điểm K. Như vậy, bài tập 2 vừa rồi, các con đã biết vẽ đường cao của một hình tam giác. Đường cao của một hình tam giác bao giờ cũng vẽ từ một đỉnh vuông góc với cạnh đối diện. Tiếp tục, chúng ta sang bài 3. Trong hình chữ nhật ABCD, hình bên, hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Hình chữ nhật ABCD. Bây giờ bài yêu cầu chúng ta vẽ một cái đường thẳng đi qua điểm E. Đấy, điểm E nằm trên đoạn thẳng AB. Vuông góc với cạnh DC, tức là vẽ từ đỉnh E. Đấy, vuông góc cạnh DC, tức là cạnh đối diện. Đấy, cạnh DC. Cắt cạnh DC tại điểm G. Trước tiên, cô giáo đặt eke. Đấy, một cạnh góc vuông của eke trùng với cạnh DC. Cạnh DC là cạnh đối diện của điểm E. Cô giáo di chuyển eke sang bên trái tới đỉnh E, một cạnh góc vuông của eke trùng với điểm E. Trùng với điểm E. Bây giờ cô giáo dùng thước kẻ, dùng bút chì, cô giáo vẽ một đường thẳng từ đỉnh E vuông góc với cạnh DC. Đấy, vuông góc với cạnh DC. Cô giáo vẽ lại, nó hơi bị chệch. Cô giáo dùng dùng eke này, một cạnh góc vuông của eke trùng với cạnh DC. Cô giáo di chuyển eke sang phía điểm E sao cho một cạnh góc vuông của eke trùng với điểm E. Trùng với điểm E, cô giáo dùng bút chì, cô giáo vẽ một đường thẳng nối từ đỉnh E xuống cạnh DC, vuông góc với cạnh DC. Đấy, vuông góc với cạnh DC. Cắt đường thẳng, cắt đoạn DC tại điểm G. Vuông góc với EG, vuông góc với DC. Đấy, như vậy cô giáo đã vẽ được đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Câu B. Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là
Bây giờ chúng ta lại quan sát hình vẽ vừa vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm các hình chữ nhật có trong hình vẽ để chúng ta viết vào chỗ chấm. Hình chữ nhật là một hình có 4 cạnh, 2 cạnh chiều dài bằng nhau và 2 cạnh chiều rộng bằng nhau. Thì quan sát chúng ta thấy hình chữ nhật ABCD. Đấy, đầu tiên là hình chữ nhật ABCD là bài đã cho. Tiếp theo, hình chữ nhật AEGD. Đấy, hình chữ nhật AEGD. Quan sát thì chúng ta đã thấy là chiều dài là EG và AD, còn chiều rộng là AE và DG. Còn hình EBCG cũng là hình tứ giác có 4 cạnh, nhưng mà 4 cạnh này chúng ta đo sẽ là bằng nhau. Cho nên là chúng ta sẽ có hai hình chữ nhật, đó là hình các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là A, B, C, D và A, E, G, D. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã làm các bài tập để củng cố về cách vẽ hai đường thẳng vuông góc. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.